Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công điện khẩn đến các địa phương, sở ngành và đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão số 9. Theo đó, các sở ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các phương án chủ động đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân và lực lượng ứng cứu. Khi bão đến phải tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn cho nơi di dân đến, chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ và ứng cứu khi có lệnh của người có thẩm quyền. Công điện cũng yêu cầu tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, các lán trại công trình xây dựng trước 18 giờ ngày hôm nay. Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão số 9 gây ra, thành phố Đà Nẵng yêu cầu di dời người dân rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Từ 14 giờ chiều nay, dừng hoạt động khai thác khoáng sản và đưa người ra khỏi khu vực khai thác. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ tối nay 27 tháng 10. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố nghỉ làm việc vào ngày 28 tháng 10 để đảm bảo an toàn phòng chống bão. Thành phố Đà Nẵng cũng thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9.